Người ai cũng biết trong không không có gì chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng tăng chẳng giảm, không hết thảy pháp. Cớ sao Phật còn phân biệt nói năm uẩn mỗi mỗi đều không? Đáp, có người tuy tu tập không, mà tưởng trong không còn có các pháp như người hành từ tuy không chúng sanh mà tưởng chúng sanh được vui, tự được vô lượng phước. Vì vậy nên Phật dạy các pháp tánh thường tự không, chứ chẳng phải do không tam muội nên làm cho các pháp không. Như nước tướng lạnh, lửa làm nó nóng, nếu nói do không tam muội nên làm cho pháp không, việc ấy không đúng. Chí là tám chí vô lậu. Khổ pháp chí, tập pháp chí, diệt pháp chí, đạo pháp chí, khổ loại chí, tập loại chí, diệt loại chí, đạo loại chí n. D. Chấm. Đắc là được thánh đạo từ sơ quả Tu Đà Hoàn, cho đến Phật đạo, trước đã nói rộng. Kinh. Này Xá Lợi Phất. Bồ Tát Mahatát hành bát nhã ba la mật không thấy bát nhã ba la mật hoặc tương ưng hoặc không tương ưng. Không thấy đàn ba la mật thi ba la mật, xà đề ba la mật, tỳ lê gia ba la mật, thiền ba la mật, hoặc tương ưng hoặc không tương ưng. Cũng không thấy sắc hoặc tương ưng hoặc không tương ưng, không thấy thọ tưởng, hành, thức hoặc tương ưng hoặc không tương ưng. Không thấy nhãn cho đến ý, sắc cho đến pháp, nhãn sắc thức giới cho đến ý pháp thức giới hoặc tương ưng hoặc không tương ưng. Không thấy bốn chỗ niệm tưởng cho đến tám thánh đạo phần, Phật mười lực cho đến nhất thiết chủng trí hoặc tương ưng hoặc không tương ưng. Như vậy Xá Lợi Phất nên biết Bồ Tát Mahatát cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Luận, Bồ Tát Mahatát được thật tướng các pháp vào bát nhã ba la mật tức nơi bát nhã ba la mật không thấy tướng nhất định hoặc tương ưng hoặc không tương ưng, huống gì thấy các pháp khác. Vì sao không thấy bát nhã tương ưng không tương ưng? Không thấy hành như vậy là tương ưng bát nhã ba la mật, không thấy không hành như vậy là không tương ưng bát nhã ba la mật. Như hành thường, lạc ngã là không tương ưng bát nhã ba la mật, hành vô thường, khổ, vô ngã là tương ưng bát nhã ba la mật. Hoặc hành thật là không tương ưng bát nhã ba la mật, hoặc hành không là tương ưng bát nhã ba la mật. Như hành hữu, vô là không tương ưng bát nhã ba la mật. Hành phi hữu phi vô là tương ưng bát nhã ba la mật. Trong bát nhã ba la mật đều không việc ấy, vì tướng bát nhã ba la mật rốt ráo thanh tịnh. Năm ba la mật, Anka Paramita, cho đến trí nhất thiết chủng, Savayana, cũng như vậy. Hỏi, bát nhã ba la mật rốt ráo thanh tịnh thời có thể như vậy, còn năm ba la mật và các pháp khác làm sao thanh tịnh? Đáp, trước nói năm việc lìa bát nhã ba la mật thời không gọi là ba la mật cùng bát nhã ba la mật hòa hợp nên mới gọi là ba la mật. Như trong phẩm tựa đầu kinh bát nhã ba la mật dạy, sao gọi là đàn ba la mật, sila paramita, chấm hỏi, là không thấy người cho, không thấy người nhận, không thấy tài vật. Năm uẩn là chỗ Bồ Tát quán sắc vì cùng bát nhã ba la mật hòa hợp, rốt ráo thanh tịnh nên không thấy tương ưng không tương ưng. 12 xứ, 18 giới, 12 nhân duyên cũng như vậy. Các pháp ấy không có định tánh, không có định pháp, vì vậy nên không thấy hoặc tương ưng hoặc không tương ưng. 18 không, bốn chỗ quán niệm cho đến đại từ đại bi, trí nhất thiết chủng, không thấy hoặc tương ưng hoặc không tương ưng. Hỏi, Bồ Tát ấy chẳng phải Thanh Văn, Bích Chi Phật tại sao có 37 đạo phẩm? Chưa được Phật đạo tại sao có 10 lực, 4 việc không sợ? Đáp. Bồ Tát ấy chẳng phải Thanh Văn, Bích Chi Phật song cũng quán pháp của Thanh Văn, Bích Chi Phật vì muốn dùng đạo Thanh Văn, Bích Chi Phật độ chúng sanh. Lại có người nói, hành đạo Thanh Văn, Bích Chi Phật chỉ không thủ chứng, như trong phẩm sau nói. Vào tam muội không, vô tướng, vô tác. Bồ Tát chú ba môn giải thoát khởi niệm như vậy. Nay là lúc quán, không phải lúc chứng. Hoặc có Bồ Tát mới phát tâm nghe 30 phẩm pháp của Thanh Văn, Bích Chi Phật, đọc tụng nhớ nghĩ, phân biệt đúng đắn, vì vậy nên nói Bồ Tát có 37 đạo phẩm. Có 10 lực của Phật vân vân, cũng như vậy. Bồ Tát tự nói trong 10 lực 4 việc không sợ, 18 không chung của Bồ Tát mà an chú. Chú trong pháp ấy hoặc nghe, hoặc nhớ nghĩ, phân biệt 10 lực 4 việc không sợ, 18 pháp không chung thậm thâm vi diệu của Phật cũng là một phần của ta. Lại nữa, Bồ Tát từ vô lượng vô số kiếp lại đây, tu tập 10 lực 4 việc không sợ của Phật đến khi ngồi dưới đạo thọ, được vô ngại giải thoát cho nên tăng ích thanh tịnh ví như đã lập công lao, vậy sau mới nhận lãnh thưởng công. Bồ Tát cũng như vậy, có công đức ấy, mới nhận lãnh danh ấy. Công đức ấy đều cùng với lực bát nhã ba la mật hợp nên không thấy hoặc tương ưng hoặc không tương ưng.
Các pháp nghĩa ấy, từ sáu ba la mật cho đến trí nhất thiết chủng, trước đã nói. Kinh, lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Mahatát khi hành bát nhã ba la mật, không chẳng cùng không hợp, vô tướng chẳng cùng vô tướng hợp, vô tác chẳng cùng vô tác hợp, vì sao? Vì không, vô tướng, vô tác không có hợp với chẳng hợp. Xá Lợi Phất, Bồ Tát Mahatát tu tập tương ưng như vậy ấy gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Luận, hỏi, trong nhất tâm không có hai không, tại sao nói không chẳng cùng không hợp? Đáp, không có hai thứ, một, không tam muội, hai, pháp không, không tam muội không cùng pháp không hợp, vì sao? Vì nếu lấy lực không tam muội hợp với pháp không, thì pháp ấy chẳng phải tự tánh không? Lại không là tánh tự không, chẳng tự nhân duyên sanh, nếu tự nhân duyên sanh, thời không gọi là tánh không? Hành giả nếu khi vào tam muội thấy không, khi ra tam muội chẳng thấy không, nên biết ấy là cái không, hư vọng. Chứ không phải tánh không n. D. Chấm. Lại nữa, Phật tự nói nhân duyên. Trong không không hợp không chẳng hợp, vô tướng, vô tác cũng như vậy. Xá Lợi Phất, Bồ Tát tu tập tương ưng như vậy ấy gọi là cùng. Bát nhã ba la mật tương ưng. Hỏi. Chỉ một chỗ nói không thấy cùng bát nhã ba la mật tương ưng không tương ưng cũng đủ, vì sao còn nói đến nhiều nhân duyên tương ưng không tương ưng? Nếu một chỗ đúng thời các chỗ khác đều đúng, nếu một chỗ không đúng thời các chỗ khác cũng không đúng. Ví như một kẻ mù không thấy, thời ngàn kẻ mù đều không thấy. Đáp, không phải, nếu muốn lấy hí luận cầu hơn thời nên vấn nạn như vậy. Tướng các pháp tuy chẳng thể nói, Phật vì lòng đại từ đại bi nên nhiều cách phương tiện nói. Lại Phật thuyết pháp vì một hạng chúng sanh đắc độ, nếu ai chưa ngộ thời Phật nói lại. Lại nói một lần để dứt kiết sử kiến đế. Nói lần thứ hai để dứt kiết sử tư duy đoạn, lại nói nữa để dứt từng phần các kiết sử khác. Lại một lần nói có người đắc đạo thanh văn. Một lần nói gieo nhân duyên về đạo bích chi Phật. Lại một lần nói phát tâm vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại một nói hành sáu ba la mật. Lại một lần nói hành phương tiện được vô sanh nhẫn. Lại một lần nói được sơ trụ địa. Lại một lần nói cho đến được chú địa thứ 10. Lại một lần nói vì người. Lại một lần nói vì trời. Lại nữa tướng bát nhã ba la mật rất sâu, khó hiểu khó biết. Phật biết tâm chúng sanh căn có lợi độn. Độn căn ít trí, vì họ nói lại. Nếu người lợi căn, thì một lần nói, hai lần nói, liền ngộ không cần phải nói nhiều lần. Ví như ngựa hay, đánh một roi liền chạy, ngựa hèn đánh nhiều roi mới đi. Các nhân duyên như vậy nên trong kinh nói lặp đi lặp lại, không lỗi. Kinh, lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Mahatát khi hành bát nhã ba la mật vào tự tướng không của các pháp, vào rồi, sắc chẳng tác hợp, chẳng tác chẳng hợp, thọ tưởng, hành, thức chẳng tác hợp, chẳng tác chẳng hợp. Sắc không cùng đời trước hợp, vì cớ sao? Vì không thấy đời trước. Sắc không cùng đời sau hợp, vì sao? Vì không thấy đời sau. Sắc không cùng hiện tại hợp, vì sao? Vì không thấy hiện tại, thọ tưởng, hành, thức cũng như vậy. Luận, trước nói không, vô tướng, vô tác, không hợp, không chẳng hợp, nay lại nói nhân duyên. Vì sao tự tướng không nên năm uẩn không tác hợp, không tác không hợp? Nếu hết thảy pháp tự tướng không, trong ấy không có hợp chẳng hợp. Hợp là các pháp đúng như tướng nó. Như đất tướng cứng, thức tướng biết, tự tướng như vậy, không ở nơi pháp khác ấy gọi là hợp. Chẳng hợp là tự tướng không ở trong tự pháp. Lược nói các pháp không tăng không giảm. Sắc không nói cùng đời trước hợp, vì sao? Vì đời trước không, không có gì, chỉ có danh tự. Nếu sắc vào quá khứ, thời diệt mất không có gì, làm sao cùng đời trước hợp? Đời sau là chưa có, vì họ nói lại. Nếu người lợi căn, thì một lần nói, hai lần nói, liền ngộ, không cần phải nói nhiều lần. Ví như ngựa hay, chưa sanh, sắc không nên cùng đời sau hợp. Sắc hiện tại sanh diệt không ngừng, không thể chấp lấy tướng nó, sắc không thể cùng hiện tại hợp. Lại nữa, Phật tự nói nhân duyên. Sắc không cùng đời trước hợp, chẳng phải không hợp, vì sao? Vì đời trước không thể thấy. Sắc không cùng đời sau hợp, chẳng phải không hợp. Vì sao? Vì đời sau không không thể thấy. Sắc không cùng hiện tại hợp, chẳng phải không hợp, vì sao? Vì hiện tại không thể thấy thọ tưởng, hành, thức cũng như vậy. Kinh, lại nữa, Xá Lợi Phất,
Bồ Tát Mahatát hành bát nhã ba la mật, đời trước không cùng đời sau hợp, đời sau không cùng đời trước hợp, hiện tại không cùng đời trước đời sau hợp, đời trước đời sau không cùng hiện tại hợp. Tên ba đời không vậy. Xá Lợi Phất, Bồ Tát Mahatát tu tập tương ưng như vậy ấy gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Luận, thế nào đời trước đời sau hợp? Đáp, có người nói, các pháp ba đời đều có pháp vị lai chuyển làm hiện tại chuyển làm quá khứ, như cục bùn là hiện tại, bình là vị lai, đất là quá khứ. Nếu khi thành bình thì bình là hiện tại, cục bùn là quá khứ, bình vỡ là vị lai. Như vậy là hợp, nếu có tướng ba đời, thì việc ấy không đúng, vì có nhiều lỗi, ấy là chẳng hợp. Lại nữa, ba đời hợp là như pháp quá khứ làm nhân. Cho đời quá khứ, vị lai, hiện tại. Pháp hiện tại làm nhân cho đời hiện tại, vị lai. Pháp vị lại làm nhân cho đời vị lai. Lại tâm tâm số pháp quá khứ duyên pháp ba đời, tâm tâm số pháp vị lai, hiện tại cũng như vậy. Tâm tâm số pháp gián đoạn có thể duyên pháp không gián đoạn, tâm tâm số pháp không gián đoạn có thể duyên pháp khả đoạn. Các pháp ba đời như vậy, do nhân duyên nghiệp quả cùng nhau hòa hợp ấy gọi là hợp. Bồ Tát không làm sự hợp ấy, vì sao? Vì như trước nói quá khứ đã diệt làm sao có thể làm nhân có thể làm duyên. Vị lai chưa có làm sao có thể làm nhân duyên. Hiện tại cho đến trong một niệm không cũng an trú, làm sao làm nhân duyên ấy gọi là không hợp. Lại nữa, Phật tự nói nhân duyên, ba đời và tên gọi ba đời đều không, thời làm sao nói hợp. Hết cuốn 36 theo bản Hán.